Rồi, Vương Mô Tô xin chào tất cả mấy anh em nha. Rồi, cũng như chương trình giới thiệu xe đẹp cho anh em, bữa nay bên Vương Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Honda Custom LA250 đời 92 nha anh em. Cũng như Vương Mô Tô đã giới thiệu, kênh YouTube của Vương Mô Tô là một kênh bán xe mô tô đã qua sử dụng, những xe xài lướt, những xe xài rồi mình sẽ nhập về và phục vụ quý khách nha. Xe bên mình bán là những dòng xe hải quan chính ngạch anh em, những xe nhập hải quan chính ngạch sang tên toàn quốc bên mình sẽ bán nha. Anh em xem kênh mình thì để ý biết nha, bên mình không có mua bán những dòng xe Campuchia, xe sàn, xe tháp, xe lên đời là mình không bán nha, bán những dòng xe hải quan chính ngạch sang tên toàn quốc nha. Phương thức bên mình mua bán là anh em ở xa thì chuyển khẩu mình sẽ chuyển xe nha, anh em ở gần thì qua cửa hàng xem. Mình ở 143 đường Phan Anh, quận Bình Tân nha. Rồi, cũng như chương trình giới thiệu hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em và khán giả cho quý khách một chiếc xe đang được hot trong thị trường gần đây, đó là Honda Custom LA250. Những dòng xe này đang hot trên thị trường nha anh em. Rồi, mình sẽ đến với máy móc của em nó nha. Đây, đồng hồ bên phải là đồng hồ tua máy nha anh em. Bên trái là đồng hồ km nha. Chính giữa là đèn mo nha anh em, đèn đỏ là đèn mo nha. Xe này đúng chất xe zin luôn nha anh em, bình xăng mới tinh luôn, bô biết còn sáng giới luôn, buộc rồi còn rất là sáng luôn. Để mình nổ hết cho máy cho anh em nghe, rồi mình sẽ tắt máy, mình sẽ nói chuyện cho nó rõ hơn nha. Đây, máy móc của em nó đây, máy móc thì anh em khảo thấy bàn nha. Máy móc thì nổ rất là xì thầm. Dòng này là dòng nồi đồng cối đá, nhưng anh em chơi xe hồi đó biết tới giờ 20 mấy năm rồi, anh em trong nghề xe mà đi săn lùng những cái xe này rất là nhiều nha. Anh em chơi xe đi, bữa nay đi kiếm những dòng xe này rất nhiều nên nó rất là hot nha. Xe này ra biển số thành phố Hồ Chí Minh, ra biển 5 số, 8 nút. Và anh em mua bán mình sẽ công chứng mua bán hoặc là rút hồ sơ cho anh em cả toàn quốc nha. Đây, tổng lượt hết cái xe cho anh em xem nha. Rồi mình sẽ đến, mình sẽ tắt máy, rồi mình sẽ nói chuyện cho nó rõ hơn. Đó, máy móc nó thì khỏi phải bàn nha anh em. Những cái dòng này thời này tới thời kia anh em chơi xe là biết rồi. Những cái dòng xe này thì nó nồi đồng cối đá, máy móc thì khỏi bàn. Anh em mua mình có thể bảo hành 1 năm nha. Honda Custom LA250, một chiếc xe đang hot của thị trường hiện tại bây giờ nha. Anh em chơi xe đang săn lùng xe này rất nhiều. Mình đến chi tiết em nó luôn nha. Đây, nắp nồi đây anh em, rất là bóng bẩy luôn, đầu lòng mới tinh, cốp theo xe, quỳnh xăng theo xe, tem zin nha, cặp bô mới chót luôn. Đây, gác chân cao su zin còn luôn nha, cặp bô Honda còn mới chát luôn, mới tinh luôn, bô theo xe nha anh em. Cặp phục sau mới tinh, xe này cặp mâm chạy nó hơi trầy trầy xíu cái cặp mâm này thôi, còn tất cả là hoàn hảo hết nha. Cặp mâm thì thường thường những cái xe, dòng xe nào cũng vậy, cặp mâm nó sẽ trầy trước, nó tiếp xúc nhiều hơn nó sẽ trầy trước nha, nhưng mà không đáng kể đâu, theo mình thì không đáng kể đâu ha. Đây, phục trước phục, còn zin theo xe hết, nhìn cái chắc nhôm quá đẹp luôn nha. Về trước inox nha, về zin của nó nha anh em. Về này inox luôn chứ không phải là sắt xi đâu nha, không phải là nhôm xi, nó là inox đặc chủng luôn. Heo dầu còn rất là đẹp nha. Mâm theo xe hết nha anh em, mâm đúng theo xe, zin theo xe hết nha. Tất cả đồ trên xe là xe zin hết nha, cẳng chống đổ đầy đủ hết nha. Dòng xe này thì anh em khỏi phải bàn cãi luôn, dòng xe này thì quá chất lượng rồi,
nó được mệnh danh là ông vua đường trường mà. Chạy đường trường rất là khỏe luôn, càng nóng máy chạy càng ngon nha anh em. Xếp vào nồi đồng có đá là anh em hiểu rồi. Lợi xăng lắm nha, không có hao xăng gì mấy nha anh em. Xe này chạy tầm 35 cây một lít xăng nha. Cặp bồ sáng giới luôn nha anh em. Cặp bồ theo xe rất là sáng, nhông xin dĩa mới thay luôn. Mới tinh hết luôn, về sử dụng thôi nha. Mới thay nhông xin dĩa dằn rùm luôn. Thay hết toàn bộ luôn nha anh em. Ba món luôn, nhông xin dĩa luôn nha. Đèn xi nhan mới tinh nè. Cái cản này nó hơi tiếp xúc hơi nhiều, nó hơi trầy trầy sơ sơ mà không đáng kể nha anh em. Đó, tổng thể cái xe cho anh em ở xa nhìn cho nó kỹ càng luôn. Khỏi cái phần nặng về sau nha. Bình xăng trước của nó đây, rất đẹp nha anh em. Không trầy xước, không bong tóc gì hết nha. Tem còn nha anh em. Nắp xăng nguyên si. Bên đây đồng hồ tua máy, đèn mo, đồng hồ km còn hoạt động bình thường hết nha anh em. Heo dầu, kính chiếu hậu đầy đủ hết. Dòng này nó có chân chống trợ, chân chống trợ lực ở giữa nha anh em, rửa xe rồi thoải mái nha anh em, rất là tiện luôn, chạy đường xa rất là vô tư. Dòng xe này nhập Nhật Bản anh biết, anh em biết rồi, chất lượng trên tuyệt vời luôn. Rồi xe này mình bán 86 triệu nha. Anh em nào thích thì điện thoại chốt giá nha. Anh em nào ở xa thì chuyển khẩu, mình sẽ chuyển xe đến tận nhà. Bên mình miễn ship cho anh em khu vực miền Nam nha. Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Bắc Nam Trung Bộ mình sẽ miễn ship cho anh em nha. Anh em ở hơi xa Hà Nội, Hải Phòng rồi thì trợ giúp thêm tiền ship cho mình xíu đỉnh là ok. Anh em là thích thì điện thoại chốt giá nha. 86 triệu nha anh em. Anh em ở xa thì kết bạn Zalo là mình sẽ gửi hình chi tiết thêm cho. Rồi cái này mình quay tổng thể thôi nha anh em. Rồi, Vương Mô Tô xin chân thành anh em đã xem video. Chân thành cảm ơn rất nhiều nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để bấm chuông theo dõi, để theo dõi những video sau nha. Xe này còn rất đẹp nha anh em, quá lan can nè. Rồi, Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video. Vương Mô Tô chào mấy anh em nha, hẹn video sau.